Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Ở đây là quang cảnh ở vườn mai anh Út Đực. Thì từ cây lớn cho tới cây nhỏ, bữa nay mùng 10 tháng 5 đó. Cái lá rất là đẹp luôn anh chị các bạn. Thì có một cái câu hỏi này em sẽ gửi tới anh Út, một anh tên là anh Đoàn Văn Thảnh ha. Cái tình trạng cái lá của ảnh về nè, nó đây, ảnh nhờ anh Út ha, ảnh nhờ hỏi anh Út ha. Bây giờ em sẽ gặp anh Út hỏi giùm anh Đoàn Văn Thạnh cái trường hợp này là trường hợp nó như thế nào nha. Đây, anh Út thì anh đang sửa cây mai bên này nè. Đây. Hello, chào anh Út nha. Chào em, chào bà con, chào ông giả nhiều. Này, có càng này khó lắm anh Út ơi. Cứ hỏi đi, thì anh biết anh trả lời liền, anh có giấu giếm là cái gì. Đây, để trên xem đây nè. Trời ơi, quỷ gì có gì đâu, nè, để anh nói nghe. Bị gì anh? Cái mai nè, nó bị nấm hồng quá trời, kia nấm lá. Mà nấm sao kỳ vậy? Nấm lá. Em chưa thấy cái nấm hồng nó bị gì nấm lá, là kia nấm lá. Nấm hồng là cũng gọi là nấm hồng. Anh nhìn kỹ nha. Nấm lá, đây nè, thấy không? Còn là cái nhất, còn cái thứ hai là nó bị chấm chấm nè. Bị xét hả? Là phải là dùng xịt thuốc nữa đó. À. Thành ra nè, em thấy không? Nó là cây mai, để nói em nghe. Nó cây mai mà. Để anh cây mai mà vừa rớt một cây mưa đó, là một cây mưa lớn á. Ừ. Là trong vòng ngày mai là em phải dứt chút một mũi thuốc nấm đi. Là để trị cái lá. Ừ. Rồi cái thứ hai nữa là xong xuôi trị thuốc nấm xong là cây mai là cái nhánh lai nè. Là nó sẽ bị nấm hồng. Ừ. Là phải coi. Tại vì cái nấm hồng thân cây á, là gớt mưa thì nó mới nổi lên là mình phải chét liền chét cho nó chết. Còn cái nấm lá đó, tại vì cái nấm hồng cây để sẵn nói luôn cho cái nấm hồng cây này á, là không vừa em xịt nó hết, không vừa em bỏ bình hết, chỉ là em lấy cái bằng chải răng em đi chét nó bị ngay đây nè, là em mà không chét nó là đều bữa cái nhánh này chết nè. Là em phải lấy dùng cái bằng chải răng chét là vậy thôi. Còn cái nấm lá này á, không bao giờ hết. Vì vậy là làm là sao? Lại bỏ thôi. À. Bởi vì nói cây mai tại sao mà của anh em ta sao cái lá mai bóng nó xanh nó đẹp nó không bệnh. Ừ. Sao cái mai mình tại sao cái mai cái lá nó xấu mà cái lá nó bệnh. Ừ. Tại vì cái mai nó y như người ta mình nói thật mà, cái mai nó y như người ta, nó bệnh tùm lum hết á. Ừ. Là mình phải biết cách trị. Bởi của anh là anh nói thật em, anh xịt hai mũi thuốc nấm rồi đó. Anh thấy là thành ra cái lá non, bất cứ cái lá non lá già là nó sạch trơn, nó không bị nấm, em thấy chưa? À. Còn cái lá nào mà nó gớt nấm là anh có anh mà đi anh tứ mà anh thấy là anh sẽ lại anh bỏ liền. Ừ. Là vậy. Còn cái thứ ba nó cái mai này nó nằm hai ba cái nguyên nhân để có còn cái gì khi mình xịt thuốc. Ý giờ anh bữa anh xịt ba nhện đỏ nè. À. Nó cứng chút mà nó nhâm đẻ nhâm nhỏ thôi. Ừ. Nhâm dần đó. Là mấy cái này nè là phải nên lại lá bỏ. Ừ. Mà mấy cái để nói nghe. Mấy cái thằng này nè. Làm á cái gì cũng vậy, phải giữ kỹ mấy cái lá xấu lá già là cứ lãi bỏ đi. À. Cho đẻ lá mới, với mấy cái lẻ lá là mình hạn chế đừng quấn gì vô nha. À. Không có dặn đừng quấn gì vô, tại vì cái mai lúc mình quấn á là cái mai mình tư tốt khỏe là mình mới quấn phân. Dạ. Còn cái mai mình không có tư tốt gì mà đừng nên quấn phân. À. Để mà quấn nó chúng ta quan sẽ gớt là cái mai cái lá nó ra là cái lá nó không có sáng là cái lá nó bị tối. Chứ không phải là bởi vì anh nói em nghe, chứ không phải là cái cây mai là người đồ trọng rồi đâu. Anh nói thật em này, để sẵn anh nói luôn cho em nói, anh nói luôn cây mai này anh nói là cũng nhiều lần rồi, cây mai là người đồ trọng cũng được á, không còn giá trị cây mai đâu em. À, anh nói thật, anh dám khẳng định. Ừ. Ừ. Thành ra anh thấy không, đâu phải mà người thì là làm cây nào là mua này mua kia, mua đất mua đai mua nhà mua cửa mua xe, còn người mà làm xong rồi bán đất bán nhà bán cửa hết. Ừ. Đâu phải là ai làm cũng được đâu em. Anh nói thật, bởi anh nói làm cái nghề này cái gì cũng vậy, anh nó từng nói là hãy hàng ngàn hàng tỷ lần cái tâm mình cho an đi. À. À, rồi mình nên làm cây. Ừ. Còn lỡ mình nóng quá chút xíu là mình thấy cây mình lỡ trục trặc rồi là mình quýnh vô là mình sẽ trả giá liền. Cây mai ngoài đất á, tại vì cây mai ngoài đất á em cứ nghĩ đi là cái rễ ăn tỏ ra hoài, phải nó ăn 5 thước 10 thước. Ừ. Lỡ em quýnh phân già nó cũng không có hư, lỡ nó hư là nó hư cái rễ thôi, vài bữa nó sẽ tạo cái rễ mới ra khác. À. Còn nằm trong cái chậu nhỏ xíu vậy nè, em đẩy vô cái phân em vô là nó sẽ chết cái rễ này nè,
cũng như cái rễ này nè, em quýnh chết cái rễ này là cây mai nó sẽ dẫn lên dài dài đây, nó sẽ nứt đây và nó sẽ sợ hư. chứ không phải mà cây mai chậu mà nó đơn giản như em nghĩ đâu. Bởi anh nói cái gì làm anh em mà làm trong chậu cũng vậy, phải rất là bình tĩnh, đừng bao giờ vội. Thì để mình nói nghe này, sẵn nói một câu mạo muội tôi xin phép luôn, y dân Phật cũng vậy, đâu phải người ta chứng đạo được đâu. Người ta em thấy không, đâu phải là người ta thành tài, người ta thành quý nhân được đâu. Mấy người ta từ lết bộ mới từ miền Tây mà đến mà tới đến miền Bắc, người ta mới thành đắc đạo được. Ở còn mình tự nhiên mà bước ra thành đắc đạo, em sao mà đắc đạo được. Đúng rồi. Anh nói thật, cái mai cũng vậy, đừng bao giờ dậu, là em mới có chén cơm ăn thôi. Còn em mà dậu là cái em đàm không nổi đâu, như anh á, thật sự em á. Tại sao mình anh làm nổi dù mà anh sạch chân. Cái gì cũng làm từ từ, từ giai đoạn. Cái tâm mình nó cũng an. Khi mình thèm gì chiều mình có ăn cái đấy thì thành ra con người anh đứng anh làm nổi. Nó cũng quên cái bệnh đau là cái phản đó. Chứ bởi vì khi mấy đứa em vô, mấy cháu vô quán anh chốt từ thứ hai đứng từ sáng tới chiều đứng, mày mình trời nó con đứng chút xíu kiểu nữa, nó làm phải vậy. Đúng rồi. Chứ mà mình quen với công việc. Công việc mình thích nữa. Chứ cây mình nó phát triển. À. Nó mình ham mình nói chung là mình quên sự mệt mỏi với sự bệnh. Còn ăn cái gì thì tắm rửa là thích ăn gì là có ăn đấy. Thành ra con người nó được nhẹ nhõm phản đó em. Đó anh nói sự thật. Còn cây mai mà nó hư em ra em nọ em quấn kẽm cây mai em lại lá em lại cũng không nổi. Anh nói thật, cái gì cũng vậy, nó có cái quá trình của nó. Em muốn thành đạt cũng đâu phải tự nhiên bước thành đạt là không bao giờ có đâu. Ý nói là hồi xưa giờ là phải bắt cái thang, em phải trèo từ nấc về lên kia, rồi sau này là em mới thành đạt được, chứ đâu tự nhiên mà đâu mà tự nhiên có sẵn mà em nhảy lên em làm vô được đâu. Nói chứ cái gì vậy em ơi, nó cũng phải có sự đau khổ, có sự sung sướng là con người nó mới thành công được em. Chứ đâu mà có mà tự nhiên mà thành công đâu. Bởi nó làm cái gì cũng phải gắng là cố gắng, bất cứ buôn bán cái gì cũng vậy, nhờ cái trí mình nó bền. Dạ. Đó là mình mới thành công được. Chứ mình làm ra tự nhiên ra bán cái gì cũng vậy mà tại sao mình nấu ngon mà không ăn, cái gì cũng phải từ từ. Rồi người này lá người kia lá người nọ, rồi sau này cái này cũng. Bởi vì khi con người nổi tiếng hay cái quán nổi tiếng là vậy. Cái gì cũng phải từ từ, chứ đâu mà tự nhiên mà em muốn con người nổi tiếng, con người hào hoa phong nhã đâu phải vậy. Em thấy ca sĩ không? Đúng rồi. Em thấy nổi tiếng là phải đơn giản em mới chưa? Đó, cái gì đó anh kia đâu phải là đơn giản. Không phải nói mẹ từ ở đây ra tới nước ngoài về mình mà biết bao nhiêu vậy người ta mới được nổi tiếng. Dạ, nó cũng nổi tiếng hả nó anh Út? Thì anh nói ngay, anh có phước đức người ta thương. Là cái đó là sự. Bởi anh nói đời anh gì cũng vậy, mình đã biết rồi, mình chỉ cho ngoài biết hết. Nhưng mà anh chị thấy anh Út muốn nổi tiếng là anh Út, em có quay anh Út tới mấy trăm clip là anh Út chia sẻ cho anh em là mấy trăm clip luôn mà anh em mới quý mến anh Út. Đúng rồi. Chứ đâu phải là tự một hai clip mà là anh Út có được cái tiếng thơm như giờ. Đúng rồi, rõ ràng. Em thấy không, đâu phải tự nhiên mà anh bước lên mà anh có được cái cây mai lớn như vậy. Dạ. Anh nói thật em, chính thằng Vũ Quyền nó đốt làm mai bự đi, mình muốn lắm mà sao làm nổi. Anh nói thật em, cái gì không muốn, cái con người ta nó thật em, ai cũng có trí khôn chứ không thằng nào ngu hơn nào đâu. Người ta không có điều kiện, anh nói một sự thật. Thành ra mình bước, mình sẽ bước như thế nào để cho nó vững. Chứ không phải mà tự nhiên mà mình có tài sản cái đây mới cầm cố đi mua mai bự gì mình làm, lỡ nó không vững là nó té đau là chết. Nhà không có ở thì vợ con không có ở thì cha mẹ không có buồn phiền, đâm ra nó nằm tá lả bên hết. Thành ra anh làm cái gì anh không phải nói với tối, anh phải suy nghĩ trước. Nhiều khi cái clip á, bởi vì khi anh kêu em về em đăng lên nó đặng coi cái gì mà anh có nói sai bất cứ cái gì không. Dạ. Anh clip nào anh cũng vậy, anh có hai lần để coi mình có trục trặc để mình chỉnh, mình sửa, mình đổi. Dạ. Đặng mình rút cái kinh nghiệm. Thành ra anh nhiều khi đăng lên đi phạt, nhiều khi cộng đồng mà nói mình này kia xạo không xạo, anh rất mừng chứ không phải là gì, tại anh muốn là để mình sửa chữa cái con người mình để cho nó ngay thẳng. Dạ. Chứ để người ta nói cho khen mình không là con người khi khư mình con, anh sợ là nó bị lố cái em đi lỡ đà. Dạ. Thành ra con người mình hư bột hư đường hết. Thành ra anh muốn đăng cái gì ai làm gì đăng lên vậy là phải có người chê người khen đặng mình biết mình sửa đổi. Để cho con người mình nó vuông tròn. Dạ. Chứ không phải mà em muốn là cái người mà lên là nổi tiếng ha, ca hay hay là ông Phật này giỏi gì kia, không phải đâu. Thấy không, em thấy nghĩ như cái kinh nghiệm này là anh không phải nói chứ. Anh rút nhiều lắm. Tự ông Phật ra. À em thấy không,
đâu phải mà đơn giản. Mà anh em muốn, muốn anh em muốn chơi anh Út, anh em chơi cho nhẹ nhàng chút nha. Chứ đâu đâu. Bây giờ em hỏi anh Út nè, bình nãy anh Út hỏi đó là phun lên đây là hai loại thuốc nấm, mà cái thuốc nấm là thuốc gì cho anh em xem với anh. Ba mà cô vết đó, ba cô xanh đó. Đây có không? Đây có không? Không biết còn trong có trong tay không á nè. Anh nói thật em, anh đâu có giấu là cái gì. Để anh kiếm coi có không. Em thấy vợ còn xanh xanh không nè. Em thấy không? Ừ. Em còn đốm nè, thấy không? Đây, đây mưa nó phai nè, cũng còn nè, thấy chưa? Nó còn nó lên xanh xanh nè, thấy chưa? Nè, còn phân nè. Anh lên về ba hùng nè, thấy không? Này, kho thuốc của anh nè. À, mới chở về qua đó, kia đó, qua anh nói em á. Phân viên á. Phân viên đó. Chứ anh bao giờ mà anh giấu làm gì em? Giấu có ích lợi đâu, giấu. Còn nấm còn không anh? Đi kinh kiếm mới có, nấm đi không? Không có nấm thì chắc bỏ còn bỏ ngoài nhà quải đó. À. Ai nè, nó thật em để kể cho nghe. Nè, còn thuốc ấy anh lấy nè, về nè, em thấy không? À, anh có giấu giếm làm gì đâu. À. Anh xài gì anh để cái này với làm gì. Còn cái này là đã biết cái cho anh gì nào? Thuốc này thuốc nhập. Gì nữa không mấy thằng là mấy thằng kỹ sư nông nghiệp á. À. Nó xuống mấy ngày thấy cũng tội nghiệp lắm, cũng à. Để đây đây nè. Cũng cũng chú tử phải không? À, cũng con cháu nó thấy nó quý mình rồi nó cái tụ này là chuyên môn để trồng cây ăn trái sầu riêng đồ. À. À, cây ăn trái sầu riêng đồ nè. Thì nó kêu chú xài thứ này coi, này tốt rất là hiệu quả. Cái này một chai là 5 lít, em biết xài bao. Bao nhiêu lít nước? 5.000. Ồ giống cái của cái anh Út Thiền người ta. À. Cái hiệu gì anh? 5.000. Ờ cái này hiệu khác nữa. Đây nhập nha Hoàng nha. Cái này của nước nào anh? Cái này của Bỉ. Bỉ ha. Ừ. Đây cho anh lọc phía sau coi coi. Nè. Nó kêu chú xài đi, mà cái này là giờ xài không còn đâu, tại giờ mai mình đã đạt rồi, không có xài. À. Để qua Tết thì mình xài cái này. À tức là năm sau á. Ừ, qua sang năm á. Năm sau anh xài thử cái này đúng không? Còn này là cái này là cái hàng kích rễ, là cho rễ ra ăn trắng. À. Mà một chai này á, em biết không, mày tới xài cả ngàn lít nước không? Mà cái chai anh chưa xài, chung anh chưa xài, anh không có chưa xài. Chai 5 lít này là nhiêu tiền vậy anh? Anh không biết bao nhiêu tiền mới cho. À vậy chắc cái này cũng mắc á. Đúng rồi. Nè, nó cho anh 4 chai nè. Anh nói chú cứ xài đi. Tích cây nè. Hết sảy luôn. Mà mình cây mình nó tốt rồi, mình đâu có xài. Ừ. Mà cái sư nông nghiệp nấy con biết nó mà con không biết làm. À. Đây. Không à, nó còn biết nói mà còn không biết làm cái nó hư vậy là để cái này để là chuyên môn chuyên môn để cây sầu riêng đồ bơ đồ nhãn đồ xài đồ mít đồ á. À. là xài dùng này nè. À. Tụi kỹ sư nông nghiệp mà, để nút anh test trước đi coi sau đó. À. Xin tâm anh xài cho em coi thì dạ. Anh không cho làm xài kim lên. À. Thử coi ra sao. Rồi vậy thì cái trường hợp cái lá vậy là giờ mình xử lý mình ngắt bỏ thôi ha anh, hay làm đúng gì rồi đó? Lại bỏ đi chứ cái lá nó xấu quá, cái lá nó không có ăn nước đâu em. À, nó cái lá đó nó dạng không ăn nước đâu, mà anh thấy nên lại bỏ đi. Y như mai của anh nè, tỷ lần cái đẹp anh không nói, mai là mình phải lãi lá cho nó sạch sẽ, dưới lá xấu lá bệnh lãi chứ, để mà cây mai mà cái lá nó cỡ đó em để vô nó lây cây mai với cây mai nó mất cái viên. Bỏ đi rồi làm sao nữa anh, bỏ đi rồi làm sao nữa? Không bỏ đi tự nhiên ra thôi, cái gì đâu. Chứ không có xịt gì. Xịt gì nè, cũng như anh lãi hết trơn rồi nè. Nè, lãi luôn. Thấy không? Nè, giờ nó xì ra nè, thấy không? À, cây cũng lãi gì vậy đó. À, thì lãi bỏ đi có sao đâu. Cây này biết gì không, là bị nhịn đỏ. À. Nè, cái này anh lãi hết nó già anh dục nè. Ừ. Giờ anh xì ra nè, thấy không? Ừ. Thấy nó ra đẹp không? Cứ vậy thôi, có đâu có hay đâu, bình thường. Cứ lãi để thôi. Mà quan trọng là mình phải kiểm tra cái cục bảo trì nha. À. À, nó nghe là cái gì cũng vậy. Tại vì thời buổi giờ cái lá mai ghép á, cục bảo trì nó hẹp. Ừ. Mà lấy cái con sâu là đơn giản, nó không có gì trở ngại. Cái con bảo trì mới là cái con trở ngại. Chứ không có gì mà gọi là khó khăn. Nhiều anh em thì sợ xài cái thuốc bà chỉ của anh không rồi nó sẽ bị lần thuốc. Nó lần thuốc đúng rồi, mà anh nói nghe anh xài nay năm mấy hai năm nay anh chưa anh nói chung là không biết sao, ví dụ anh chưa thấy gì á.
À, chưa thấy lợn phải không? Chưa thấy lợn mà đây 10 bữa mới xịt bữa nha. À, chứ không phải là khi nào lợn thì anh đổ thuốc khác. Đúng rồi. Ở sao không? Anh ít cái đổ lắm, nó mà cũng như là giờ là lúc trước là anh xịt đó là một bình 500 lít á. Một ca một bồn 500 lít á là anh xịt 9 chai. Mà hiện tại bây giờ là anh xịt có 8 chai thôi. Mà lỡ mà có một bộ trị á là anh sẽ tăng lên chút xíu nữa. À, là cũng không có gì trở ngại cho nó. Tăng nồng độ lên. À. Nói chung là tại vì mình làm ở vườn này mình xịt thuốc mấy chục năm rồi, mình cũng không có sợ gì cái về thuốc, thật sự là vậy. Với đợt trước là anh có chia sẻ là cái thuốc bỏ chỉ là anh giảm liều lại là do cái mai vàng nó chịu không nổi, phải không? Cái mai ghép nó ok, mà mai vàng nó mỏng quá, phải không? Mai vàng mỏng nó bông. À, nó bông. Là vậy thôi chứ không có gì đó, nói chung là không có gì mà trở ngại. Bởi vì khi mình xịt mà đủ liều lượng mà con bỏ chỉ không chết là mới gọi là khi mình nó là thuốc. À, mà mình tăng lên mà nóng quá mà để cây nó quéo đó, mình cũng không nên thử thử là một chuyện thôi. À, mình chỉ thử thử một lần thôi coi như thế nào. Mà cái cây ra mà cái chuyên để tâm nó nha, mình sợ là mấy cái tháng này lá non ra nhiều quá mình xịt nặng quá nó hư cây thôi. À, còn mà tháng 7, tháng 8 mà là cây ép cây rồi xịt nặng nặng cũng chẳng thua, tại cái tháng đó là tháng lá già. Dạ. Ừ, giờ mình xịt nặng chút cũng chẳng thua, sợ đó. À, mình sợ mấy tháng này thôi, tháng này là mình là dạng mình thúc cây á. À, là mình sợ xịt nặng nó bị béo qua chứ mày. Mà nói chung là anh thấy cái thuốc này xịt là rất hợp lệ, rất đẹp chứ không có gì trở ngại hết. Vậy tạm thời vậy là ok rồi đó anh em. Rồi, chứ thì anh nói một câu vậy thì anh em là muốn làm nghề này thì rất giữ bình tĩnh chứ định thấy mấy cây mình đổ bệnh vậy đó, cái mình dụng này dụng kia để cái mai nó hư. Tại vì cái mai nằm trong chậu nó phải chịu khô khô, ướt quá cái mai nó không lên, đèn không có lên đâu. Dạ. Ừ, là vậy thôi chứ không có gì đâu á. Rồi anh em mình có những câu hỏi này nào nữa thì mình cứ comment vô Zalo kênh ha. Còn anh em mà muốn xem thêm nhiều cái clip của anh Út thì mình vô kênh YouTube nè, Chạy Sài Gòn ha. Thế xong cái anh em vô chỗ danh sách phát bên này nè ha. Danh sách phát, đây nè danh sách phát. Thì trong danh sách phát này sẽ có rất nhiều vườn mai. Thì trong đó thì có em có cập nhật vườn mai Út Đực ở trong đây. À, vườn mai Út Đực đây. Đó. Trong đây này nó sẽ có mấy trăm clip đó, nhưng mà em mới cập nhật có 145 clip thôi. Đó. Nhưng mà về nhà em sẽ cập nhật thêm tại vì chưa có nhiều thời gian đó anh em. Nhưng mà những cái clip mới thì trong đây hết nè. Đó. Toàn bộ anh Út Đực ha. Anh em mà có vô đây tham khảo ha. Còn cái câu hỏi của anh Đoàn Văn Thạnh thì vừa rồi Nút cũng đã trả lời rồi. À, anh em có cái gì thắc mắc thì cứ comment vô Zalo kênh nha. Rồi tới đây mình tạm kết thúc cái clip này. Chào anh Nút, cảm ơn Nút rất nhiều nha. Cảm ơn em, cảm ơn bà con, cảm ơn khán giả nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những cái clip tiếp theo. 10 bữa đi, 10 bữa tới phần quay. Dạ ok anh. Ha. Dạ. Để sắp sửa tất cả cũng tuần nữa vậy. Dạ ok. Nay mùng 9 mùng 10 đúng không? Đúng rồi anh. Anh canh đi mà 16 đi. Rồi ok anh. Dạ. 16 anh Tứ. Rồi chào khán giả anh ơi. Rồi.